Tâm Phúc và Đan Đan chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé! Mời quý khán giả đến dự chương trình Sa mạc tình yêu nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập đài Việt News USA. Chương trình có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yếm đến từ trung tâm Thúy Nga, nam ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam đến từ Canada, nữ ca sĩ Tina Ngọc Nữ đến từ Canada, nam ca sĩ Hoàng Phong, nam ca sĩ Laco Padilla, nữ ca sĩ Thu Hồng và hai MC chuyên nghiệp Mộng Tuyền và Trọng Phúc. Chương trình được tổ chức lúc 7 giờ PM Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại Indo American Hall, 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Vé vào cửa sponsor 75 Mỹ Kim, VIP 60 Mỹ Kim, vé đồng hạng 45 Mỹ Kim, mua tại cửa vui lòng thêm 20 Mỹ Kim. Nhiều gian hàng ẩm thực, bán thức ăn, nước uống tại chương trình. Đặt vé và tham dự chương trình vui lòng gọi 602-481-2647, 602-481-2647. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2024, Tâm Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona, chuỗi nhà hàng Red Lobster đóng cửa một số tiệm ở các tiểu bang. Sĩ quan cải huấn Arizona bị bắt vì bị buộc tội đấm tù nhân. Tin California, thị trưởng California, nghị viên hội đồng bị người đàn ông vô gia cư tấn công, đổ lỗi cho Kamala Harris về vấn đề tội phạm của tiểu bang. Thành phố California cố gắng tăng chi phí bếp ga để giảm lượng khí đốt tự nhiên. Tin Đông Bắc Mỹ, tin Massachusetts, một thị trấn ở Massachusetts đóng cửa các công viên để ngăn chặn căn bệnh do muỗi truyền lây lan. Tin Pennsylvania, Ủy ban trò chơi Pennsylvania thông báo ngày săn bắn vào Chủ nhật. Tin Maryland, phán quyết của tòa án về luật bạo lực trẻ em của California làm dấy lên lo ngại về số phận của luật tương tự của Maryland. Tin Hoa Kỳ, trong quan tài có xác chết, một phụ nữ bị bắt. Người đàn ông ở New Jersey được cho là đã phóng hỏa đốt nhà bố mẹ bạn gái khi cô vẫn ở bên trong nhà sau cuộc tranh cãi. Và giờ đây, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona, chủ nhà hàng Red Lobster đóng cửa một số tiệm ở các tiểu bang. Chủ nhà hàng Red Lobster đã nộp đơn xin phá sản theo chương 11 và đã đóng cửa nhiều địa điểm hơn trên khắp Hoa Kỳ do những khó khăn tài chính đang diễn ra. Chương trình khuyến mãi tôm bất tận của công ty đã phản tác dụng, khiến khách hàng ăn quá nhiều, dẫn đến tổn thất doanh thu đáng kể. Số lượng khách của Red Lobster đã giảm 30% kể từ năm 2019, khiến chuỗi này lỗ 76 triệu Mỹ Kim vào năm 2023. Sau đại dịch COVID-19, Red Lobster đã tìm cách tăng lượng khách đến các nhà hàng của mình bằng cách đưa ra hợp đồng tôm ăn thỏa sức All You Can Eat với chỉ là 20 Mỹ Kim, mà công ty hy vọng sẽ đóng vai trò là người dẫn đầu về thua lỗ, sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn, trở thành khách hàng thường xuyên. Nhà hàng Red Lobster đóng 23 địa điểm trên toàn nước Mỹ. Riêng ở Arizona thì nhà hàng ở 1521 sau Yuma Palm Parkway ở Yuma bị đóng cửa. Sĩ quan cải huấn Arizona bị bắt, bị buộc tội đóng tù nhân. Một sĩ quan cải huấn ở Tucson bị cáo buộc hành hung nghiêm trọng sau khi được cho là đã đấm nhiều phát vào mặt một tù nhân. Nhân viên cải huấn Aiden Escacora đã bị cho nghỉ hành chánh vì vụ việc. Tin từ Tucson, Arizona, một sĩ quan cải huấn miền Nam Arizona, người được cho là đã đấm vào mặt tù nhân đã bị bắt. Vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 31 tháng 8 tại trung tâm giam giữ người lớn ở quận Pima. Sở cảnh sát quận Pima cho biết một tù nhân đã không hợp tác khi bị giam giữ tại khu vực giam giữ. PCSD cho biết, trong vụ việc này, cán bộ cải huấn Aiden Escarra đã đánh tù nhân nhiều lần vào mặt khi tù nhân đang nằm trên sàn, dẫn đến bị thương nhẹ. Tù nhân không được xác định danh tính. Vào ngày 4 tháng 9,
Escarrera đã bị bắt. Anh ta bị tống vào tù và bị buộc tội hành hung nghiêm trọng. Escarrera đã bị cho nghỉ hành chính trong thời gian điều tra. Tin California, thị trưởng California, nghị viên hội đồng, bị người đàn ông vô gia cư tấn công, đổ lỗi cho Kamala Harris về vấn đề tội phạm của tiểu bang. Các quan chức California đổ lỗi cho Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là Kamala Harris về các chính sách nhẹ nhàng đối với tội phạm của tiểu bang sau khi một thị trưởng thị trấn nhỏ và thành viên hội đồng được cho là đã bị một tên tội phạm vô gia cư tấn công ngẫu nhiên. Thị trưởng Maryvale Chris Branscombe và nghị viên thành phố Don Belza đều bị nghi phạm hành hung trong vụ tấn công ban ngày vào tháng trước. Branscombe cho biết ông đang đứng cạnh Belza và cảnh sát trưởng ở giữa lối băng qua đường để đánh giá thiệt hại đối với một tòa nhà lịch sử gần đây đã bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn khi vụ tấn công vô cớ xảy ra. Branscombe nói với Fox and Friends First vào thứ Năm, điều tiếp theo tôi nghĩ mình đã bị một chiếc xe ô tô đâm. Phần lưng dưới của tôi bị va chạm rất mạnh, vào thời gian trôi chậm lại. Vào lúc đó tôi nhận ra điều thực sự đã xảy ra là anh chàng này trượt qua anh tôi và bỏ chạy. Với Demaris Beza ngay phía sau anh ta, không có gì đáng chú ý. Ông tiếp tục, tôi là một quan chức dân cử, vì vậy nó đã được đưa tin và khiến người tập trung vào vấn đề vô gia cư. Thành phần dân số vô gia cư cư xử như thế này. Sau vụ tấn công bị cáo buộc, Belza cho biết bản năng của anh đã trỗi dậy và anh lao theo nghi phạm đang bỏ trốn. Nghi phạm sau đó được xác định là Derek Hopkins, 36 tuổi, đã bỏ chạy sau vụ việc. Thành phố California cố gắng tăng chi phí bếp ga để giảm lượng khí đốt tự nhiên. Ban biên tập Wall Street Journal đã chỉ trích nỗ lực của thành phố Berkeley trong việc tăng chi phí lắp đặt bếp ga trong các tòa nhà thương mại và dân cư. Tờ Wall Street Journal viết trong một bài xã luận xuất bản hôm thứ Năm, Đảng Dân Chủ khẳng định họ không ủng hộ bếp ga, nhưng hãy xem Cộng hòa Nhân dân Berkeley đang cố gắng đánh thuế chúng tôi đến mức lỗi thời như thế nào. Chính quyền Joe Biden và Harris đã bị nhiều lời chỉ trích từ người tiêu dùng và doanh nghiệp sau khi công bố các quy định về tiết kiệm năng lượng nhắm vào bếp nấu chạy bằng khí đốt như một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn về khí hậu toàn cầu. Sau đó, nó đã rút lui khỏi một đề xuất tích cực hơn được công bố vào năm 2023. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Tin Massachusetts, một thị trấn ở Massachusetts đóng cửa các công viên để ngăn chặn căn bệnh do muỗi truyền lây lan. Một thị trấn ở Massachusetts đã ra lệnh đóng cửa các công viên từ chạng vạng đến rạng sáng do nguy cơ lây lan một căn bệnh chết người do muỗi truyền cao. Plymouth, Massachusetts đã bắt đầu thực hiện giao thức này vào thứ Sáu sau khi phát hiện ra bệnh viêm não ngựa miền đông EEE ở một con ngựa trong khu vực. Các đội thể thao và các tổ chức khác sẽ không thể tụ tập tại các công viên sau chạng vạng, thị trấn cho biết. Muỗi bị nhiễm bệnh thường được tìm thấy ở các tiểu bang phía đông hoặc bờ biển vịnh. Căn bệnh này lây lan qua muỗi bị nhiễm bệnh và rất hiếm gặp, nhưng có tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Theo CDC, hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào cho bệnh viêm não ngựa miền đông. Những người sống sót có thể mắc các vấn đề thần kinh mãn tính. Một số triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, thay đổi hành vi và buồn ngủ, CDC cho biết. Vì Sở Y tế Massachusetts hiện đã nâng mức rủi ro bệnh viêm não ngựa miền đông của Plymouth lên mức cao
nên điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi ở ngoài trời và tuân thủ các hướng dẫn y tế của tiểu bang và địa phương để tránh nguy cơ tiếp xúc với bệnh viêm não ngựa miền đông không cần thiết. Ủy viên Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Plymouth, Michelle Bratty cho biết, sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, cư dân và du khách của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Theo Sở Y tế Massachusetts, hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trong vòng 2 đến 10 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu. Thị trấn sẽ phun thuốc diệt côn trùng tại các công viên, khu dân cư và trường học trong khu vực từ 2 giờ sáng đến khi mặt trời mọc. Mũi bị nhiễm bệnh viêm não ngựa miền đông cũng đã được phát hiện ở quận Plymouth, quận Barnstable và quận Essex của Massachusetts. Các viên chức Plymouth cho biết, cư dân có thể giúp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với bệnh viêm não ngựa miền đông bằng cách mặc quần áo dài tay, xả nước đọng, lắp đặt hoặc sửa chữa lưới chắn và lên lịch lại các hoạt động ngoài trời diễn ra trong khoảng thời gian từ chạng vạng đến bình minh. Thành phố cũng khuyên nên sử dụng thuốc chống côn trùng có thành phần đã được chứng nhận bao gồm DEET, permethrin, picaridine hoặc tinh dầu khuynh diệp chanh. Tin Pennsylvania. Ủy ban trò chơi Pennsylvania đã công bố ngày săn bắn vào Chủ nhật năm 2024. Ủy ban đã đăng thông báo trên trang Instagram của họ với các ngày cho phần còn lại của năm 2024. Những ngày này là cơ hội hoàn hảo để dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời, bài đăng viết. Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang có kế hoạch săn bắn trên đất tư nhân vào Chủ nhật, hãy đảm bảo xin giấy phép săn bắn vào Chủ nhật từ chủ đất trước khi bạn đi. Bạn có thể tìm thấy giấy phép này trong Hunting and Trapping Digest 2024-25, trang 4. Truy cập pgc.pa.gov để biết tất cả thông tin về săn bắn vào Chủ nhật. Sau đây là những ngày đã được công bố. Chủ nhật ngày 17 tháng 11, Chủ nhật ngày 24 tháng 11, Chủ nhật ngày 1 tháng 12. Chúc may mắn, vui vẻ nhé, săn bắn an toàn, bài đăng viết. Cảm ơn dì đã là thợ săn Pennsylvania. Tin Maryland. Phán quyết của tòa án về luật bộ luật trẻ em của California làm dấy lên lo ngại về số phận của luật tương tự của Maryland. Maryland là một trong hai tiểu bang cùng với California thông qua cái gọi là luật Case Code. Luật nhằm mục đích cung cấp quyền riêng tư và các biện pháp bảo vệ khác cho trẻ em sử dụng nền tảng trực tuyến. Nhưng quyết định của tòa phúc thẩm liên bang trong tháng này về việc duy trì phần lớn lệnh của tòa án cấp dưới đối với luật California, luật của Maryland dựa trên, đang làm dấy lên nỗi lo ngại mới về tính dễ bị tổn thương của luật Maryland trước thách thức của tòa án. Chắc chắn là, đối với những người trong chúng ta liên tục xem xét tính hợp pháp của các điều khoản này, có một số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mitali Chen, giám đốc dự án luật công lý công nghệ, một tổ chức đã hỗ trợ việc thông qua luật Kids Code cho biết. Phán quyết ngày 16 tháng 8 của Hội đồng gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ số 9 đã đưa ra một số điểm tích cực cho những người ủng hộ Kids Code. Phán quyết cho biết tòa án cấp dưới có thể đã đi quá xa khi ban hành lệnh cấm sơ bộ dựa trên căn cứ tu chính án thứ nhất. Nhưng tòa án phúc thẩm phần lớn đồng ý với tòa án cấp dưới rằng các công ty công nghệ có khả năng thành công trong khiếu nại của họ, rằng luật này vi phạm quyền bảo vệ quyền tự do ngôn luận bằng cách yêu cầu họ xem xét các sản phẩm mà họ tin rằng trẻ em sẽ sử dụng để tìm kiếm nội dung có thể gây hại. Những phần đó của đạo luật về bộ luật thiết kế phù hợp với độ tuổi của California tương đương với việc hạn chế quyền tự do ngôn luận, tòa án cho biết. Đó là khiếu nại của NetChoice, một nhóm trong ngành công nghệ đã phản đối mạnh mẽ các nỗ lực của tiểu bang nhằm áp đặt các quy định. Nhóm này có những người vận động hành lang ở hơn 20 tiểu bang. Nỗ lực ở Maryland là ngoài những người vận động hành lang được các thành viên cá nhân thuê bao gồm Google, công ty mẹ của Facebook là Meta và Amazon. Maryland đã thông qua luật Kids Code trong năm nay
và những người ủng hộ coi đây là phiên bản nâng cấp phát triển của luật California. Tin Washington DC. Bob and Pops là cửa hàng bán bánh sandwich được yêu thích. Bảng xếp hạng các cửa hàng bánh sandwich DC tốt nhất là ngang ngửa nhau trong số phiếu cho đến khi vào vòng chung kết. Cửa hàng bánh mì kẹp Bob and Pops của đầu bếp John Todd, một cửa hàng gia đình được yêu thích trong hơn một thập kỷ, đã đánh bại Call Your Mother Deli với 80% số phiếu bầu. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng với một chiếc bánh mì kẹp phô mai hoặc bánh mì kẹp thịt nhồi kiểu Ý, hoặc giải tỏa nỗi buồn của bạn trong một chiếc CYM Sun City. Tin Virginia, phòng khám Bắc Virginia dành riêng cho bệnh nhân LGBTQ đang phá vỡ các mục tiêu tăng trưởng không có dấu hiệu chậm lại. Chỉ hơn 2 năm sau khi mở cửa, một phòng khám ở Bắc Virginia dành cho bệnh nhân LGBTQ đang chứng kiến danh sách khách hàng và dịch vụ của mình mở rộng vượt xa mục tiêu tăng trưởng dự kiến. Cho đến nay, các bác sĩ tại phòng khám Inova Bright đã điều trị cho hơn 1.100 bệnh nhân, vượt xa những gì họ mong đợi ban đầu. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể lấp đầy lịch trình trong vài tháng. Tiến sĩ George Ramallo, giám đốc y khoa của phòng khám cho biết, và chúng tôi đã choáng ngợp với lượng nhu cầu không được đáp ứng. Khi họ đến, chúng tôi hỏi tên và đại từ của họ và để họ dẫn dắt cuộc trò chuyện. Doughty, 45 tuổi, bắt đầu quá trình chuyển đổi sang phụ nữ vào năm ngoái. Lúc đầu cô sử dụng dịch vụ tư vấn của phòng khám vì cô không biết cách trò chuyện khó khăn về hành trình của mình với vợ, người ủng hộ quá trình chuyển đổi của Doughty. Cassandra Doughty, một phụ nữ chuyển giới đã kết hôn, đang tìm kiếm một nơi như phòng khám Enova Bright và có một cuộc trò chuyện tương tự. Một tìm kiếm trực tuyến đã dẫn cô đến phòng khám ở Falls Church, một cửa hàng cung cấp mọi thứ từ các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe tâm thần đến các cuộc khám bác sĩ trực tuyến. Tin Long Island, học sinh trung học học cách tự bảo vệ mình khỏi bắt nạt trên mạng. Marvin, Long Island, học sinh tại một trường trung học ở Long Island đã học cách tự bảo vệ mình trực tuyến vào thứ Năm. Buổi đào tạo do Trung tâm An toàn Long Island tổ chức, một cơ quan giúp đỡ những người đang phải đối mặt với bạo lực gia đình và giữa các cá nhân. Các em học sinh đã được hướng dẫn cách tạo mật khẩu an toàn và thông tin nào nên được chia sẻ trực tuyến. Lauren DiVicella của Trung tâm An toàn Long Island cho biết, học sinh và trẻ em dành rất nhiều thời gian trực tuyến và chúng tôi cho rằng điều quan trọng là các em phải chịu trách nhiệm về thông tin mình chia sẻ và cách giao tiếp với bạn bè. Kisha Bacombe, hiệu trưởng trường trung học Marvin cho biết học sinh phải học thông tin này ngay bây giờ. Bascombe cho biết nó định hình giai điệu của năm học. Trẻ em liên tục sử dụng mạng xã hội và mục tiêu của chúng tôi là các em khám phá, tự khẳng định mình và được an toàn. Tin Hoa Kỳ. Trùng quan tài có xác chết, một phụ nữ bị bắt. Theo cảnh sát, một phụ nữ ở Las Vegas, Nevada đã bị bắt sau khi video giám sát cho thấy cô đột nhập vào một nhà tang lễ và lấy trộm một chiếc quan tài chứa một xác chết trước khi để cả hai món đồ trước cửa nhà tang lễ. Sở cảnh sát thủ đô Las Vegas đã bắt giữ Patricia Shea, 47 tuổi vào khoảng 5:30 chiều vào ngày 29 tháng 8 và buộc tội cô ấy trộm cắp lớn hơn 1.200 Mỹ Kim và dưới 5.000 Mỹ Kim, trộm cắp doanh nghiệp và các loại và loại bỏ, chuyển giao hoặc xáo trộn hài cốt của con người. Các cảnh sát đã phản hồi dịch vụ hỏa táng và chung cất giá cả phải chăng của Las Vegas trên đại lộ Charleston vào ngày 27 tháng 8 sau khi nhận được báo cáo rằng một thi thể nằm úp mặt trước cơ sở kinh doanh với một chiếc quan tài gần đó. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện xác chết nằm trong một những tảng đá tạo cảnh và cảnh sát cũng nhìn thấy một cánh cửa mở với kính vỡ bên trong của tòa nhà và dọn sạch tài sản để đảm bảo không có ai ở bên trong.
Cuộc điều tra còn hé lộ một số manh mối khác, bao gồm cánh hoa dẫn ra cửa và chiếc xe đạp của trẻ nhỏ bên hông tòa nhà. Người quản lý doanh nghiệp đã cung cấp cho cảnh sát đoạn video giám sát cho thấy một người phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi, cắt tóc húi cua, mặc áo ba lỗ màu đen, quần legging và đen và giày thể thao màu đen. Trong video, người phụ nữ được nhìn thấy bước vào doanh nghiệp bằng cách phá cửa sổ phía trước, thò tay vào bên trong và mở khóa cửa trước, cảnh sát cho biết. Sau đó, cô bước vào phòng xem, đi đến chiếc quan tài và mang nó ra cửa trước. Cảnh sát cho biết người phụ nữ được nhìn thấy đã thực hiện nhiều chuyến ra vào cơ sở kinh doanh trước khi rời khỏi ngôi nhà. Người đàn ông ở New Jersey được cho là đã phóng hỏa đốt nhà bố mẹ bạn gái khi cô vẫn ở trong nhà sau cuộc tranh cãi. Một người đàn ông ở New Jersey bị buộc tội đốt nhà của bố mẹ bạn gái sau cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng, buộc cô và người khác trong nhà phải sơ tán. Liaro John, 50 tuổi, được cho là đã đâm châm lửa sau khi tranh cãi bằng lời nói với bạn gái trong ngôi nhà trên số 155 đường Old Bestman ở Nam Brooklyn vào khoảng 3 giờ sáng thứ Ba. Cảnh sát Nam Brooklyn cho biết trong một thông báo báo chí. Cảnh sát lần đầu tiên được gọi đến nhà sau khi John được yêu cầu rời đi sau cuộc tranh cãi nhưng từ chối. Nhưng khi cảnh sát đang trên đường tới nhà thì cuộc gọi 911 thứ hai báo rằng ngôi nhà đang bốc cháy. Hoover tiếp tục, cảnh sát sau đó nhận được cuộc gọi một đám cháy đã bùng phát, dường như nằm ngoài tầm kiểm soát. Cảnh sát phản ứng khi họ đến đây, ngôi nhà đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong lửa. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 và 8 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc và Đăng Đăng xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và để giúp chương trình tránh bớt kiểm duyệt, xin quý khán giả hãy bấm nút like trong mỗi video cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.